Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Kính thưa quý khán giả, trong cuộc chiến ngăn chặn kẻ thù vô hình là bệnh dịch coronavirus Vũ Hán, những đội ngũ chiến binh, bác sĩ, y tá, cảnh sát, nhân viên cứu hỏa cùng những người đang thi hành nhiệm vụ ngày đêm xả thân chiến đấu sống chết với kẻ thù vô hình ở tuyến đầu của cuộc chiến khốc liệt này. Những người có lòng trong cộng đồng người Việt ở khắp nơi tại Hoa Kỳ, mỗi người một tay đã cùng nhau chung tay đóng góp những gì mình có thể làm được. Công ty của mình có thể làm được, gia đình của mình có thể làm được để cảm ơn đất nước đã cứu mang mình trong 45 năm qua. Hôm nay, đài truyền hình SBTN có dịp phỏng vấn cô Nga Đặng tại thành phố Fresno đã bỏ công sức của mình để may khẩu trang cho cộng đồng, cho y tá, cho bác sĩ. Lý do cái face mask này là có người em làm nurse ở bệnh viện Stanford. Nó nói với em là trên bệnh viện khẩu trang rất là khan hiếm, cho nên nớt đó thường thường không có đeo, những cái khâu mà nguy hiểm thì mới được đeo, còn cái khâu bình thường thì không có được đeo, cho nên khẩu trang rất là giới hạn. Em biết may khẩu trang cho nên em cố gắng em may được nhiều thì em may để em gửi cho, em may xong rồi để giặt xong rồi hấp tẩy cho nó chết vi trùng và bắt đầu mới gửi lên cho nết đó, người ta, những người nào người ta đeo được thì người ta đeo để mà người ta phòng tránh bệnh, người ta tránh được bệnh, người ta không có bệnh thì mình không có bệnh. Thì một ngày cô may được bao nhiêu cái? Dạ, một ngày thì em ngồi em cắt mấy trăm cái lớp vải trước, xong cắt một ngày thì em cắt vải, xong một ngày mà mình phải ủi xong rồi bắt đầu ủi cả ngày trời á, ủi xong rồi ủi mấy trăm cái luôn. Ủi xong rồi bắt đầu mới may ráp vô, rồi bắt đầu mới nhờ mấy đứa nhỏ nó cắt, rồi nó cắt chỉ với lại nó bấm cho nó, rồi nó lộn ra giùm cho mình, rồi bắt đầu mình mới viền lại. Nhỏ này để qua một chiều hết á, xong rồi xốc lên cho nó đẹp rồi bỏ vô trong thùng này lại nè. And making the face mask, folding and transform it. Okay. I am very happy with my help with my mom and dad. Tôi là chồng của Nga. Thì khi Nga làm những công việc này á, thì tôi thấy là đây là những công việc mà mình nên làm, và mình cái bổn phận của mình là phải trả ơn đất nước Mỹ đã cứu mang chúng ta, và đây là lúc mà chúng ta phải đền ơn đất nước Mỹ, một đất nước đã cứu mang không phải gia đình của tôi mà cho tất cả những gia đình của những người Việt tị nạn ở trên khắp đất nước Mỹ này. Thì đây là một việc làm mà chúng ta phải làm và sẽ phải làm nữa. Con nghĩ như thế nào khi con giúp mẹ cái việc này? Con thấy cũng vui, tại con giúp người ta không có bị bệnh. Ông Đạt Mã tại thành phố Sacramento, chủ nhân công ty KDS Nail, đã sản xuất thuốc sát trùng tay để gửi cho các bệnh viện. Dạ, công ty của tôi là trên 25 năm sản xuất đồ nail. Mà bây giờ đó thì nghe cái vấn đề dịch bệnh V19 của Corona đó, thì tụi tôi muốn đóng góp một phần nào cho cộng đồng Việt Nam và đồng thời đóng góp cho người Mỹ, là sản xuất ba cái hàng hand sanitizer để cho cung cấp cho những người mà người ta trong bệnh viện hoặc là những nhà từ thiện khác, chẳng hạn như là chùa, quý thầy cũng có kêu gọi để mà cúng dường để quý thầy làm những việc từ thiện gửi cho bá tánh, những người nào mà cần tới những cái món hàng hand sanitizer, mà đồng thời tôi sẽ gửi tới cho những cái bệnh viện dưỡng lão và những chỗ mấy đứa trẻ mồ côi. Và tôi đã gửi cho Sutter Memorial Hospital, UC Davis, ngoài ra là San Francisco Hospital, SF Hospital, rồi Kaiser cũng có. Hầu như là tất cả các bệnh viện ở California đều gọi tới. Ông Đỗ Cao Douglas ở Ohio và công ty của ông đã làm ra những tấm che mặt bằng plastic để giúp cho các bác sĩ y tá phòng ngừa sự lây lan của coronavirus Vũ Hán. Tên tôi là Đỗ Cao Douglas. Thì mấy hôm nay thì cái vụ mà Chinese virus nó xảy ra trong nước Mỹ này, mình cũng thấy nó hơi bận tâm trong người chút xíu.
thì mình và những kỹ sư trong sở cũng dùng những cái máy 3D printer để in ra những cái face shield, tức là mặt nạ bằng có tấm gương phía trước á. Yeah. Thấy nó quá chậm chạp đi thì mình phải bỏ qua làm bên molding, tức là mình dùng những cái nhựa mà mình làm những cái máy, mình ép ra thành cái khuôn rồi gắn gương vô. Cái sản phẩm này là những cái bệnh viện ở đây người ta đang có cái khẩu trang, nhưng mà khi người ta tiếp xúc với bệnh nhân, người ta không muốn những cái virus, những cái nước miếng chẳng hạn vậy, hay là nước của người bệnh nhân á, lại đụng vào trong mặt mũi miệng của người ta. Thành ra cái này là một cái nó gọi là face shield, tức là cái tấm gương che phía trước thôi, nhưng mà cũng phải mang khẩu trang. Ở đây có một cái bệnh viện nó gọi là Miami Valley, thì Valley Hospital, là mình đang làm cái mẫu cho nó để người ta coi. Còn một cái bệnh viện VA Hospital, mình cũng đã làm cho họ, và có những người mà bạn Việt Nam và những người bạn ở Dallas, người ta đặt được 500 cái để người ta đem tới bệnh viện VA Hospital ở Dallas người ta tặng. Thì mình làm cái này, mình thật sự mình làm không có lấy lời, gần giống như là donate cho tất cả những cái gì mà cần thiết thôi, chứ không có lời lỗ gì đâu này hết trơn. Tôi nghĩ là tất cả người Việt hải ngoại, những người Việt đã từng được nước Mỹ này cứu mang, thì trong lúc này chúng ta nên làm cái gì đó để trả lại cái ân tình mà nước Mỹ đã giúp đỡ chúng ta trong suốt 40 năm qua. Thương lắm những đội ngũ bác sĩ, y tá, cảnh sát, quân đội, nhân viên cứu hỏa cùng những người đang thi hành nhiệm vụ ngày đêm xả thân chiến đấu nơi tuyến đầu để đối phó chống lại sự lây lan của bệnh dịch. Họ đang sống chết với coronavirus Vũ Hán. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và tiếp tục cầu nguyện cho đại dịch qua mau. Vũ Nhân, chương trình cho đài truyền hình SBTN. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.